Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Lũ lụt ở Trung Quốc thiệt mạng hàng nghìn người. Kính thưa quý vị khán giả, lũ lụt ở Trung Quốc đã gây thiệt hại nặng nề, hàng nghìn người đã thiệt mạng cho đến nay, trong số đó đã có nhiều vụ lở đất và lở núi ở các tỉnh Vân Nam và Chiết Giang. Trận lở đất đã giết chết hơn 120 người và để lại nhiều người chưa được giải cứu. Cùng lúc đó, mực nước của Hồ Đông Tinh ở tỉnh Hồ Nam đã tiến gần đến đường cảnh báo lũ, theo BBC News đưa tin. Trận lũ lụt năm nay ở Trung Quốc, đại lục đang nhanh chóng phát triển thành một trong những trận lũ lụt tồi tệ nhiều thảm họa nhất trong nhiều năm gần đây. Lũ lụt đã giết chết khoảng 1.000 người trong 3 tháng qua, với hơn 200 người chỉ trong tuần trước và số người chết đang tăng lên. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trận lở đất vào tuần trước ở tỉnh Vân Nam đã giết chết hơn 100 người và hơn 70 người vẫn chưa được tìm thấy. Tại tỉnh Chiết Giang, miền đông nước này, ít nhất 20 người thiệt mạng sau nhiều ngày mưa lớn gây lũ lụt. Tại một khu vực, lũ lụt đã gây ra lở đất với những vết bùn lở cao tới 10 mét xuống thung lũng, làm ngập một số ngôi làng dưới chân núi. Tại tỉnh Hồ Nam, mực nước của Hồ Đông Tinh, hồ nước ngọt lớn thứ hai Trung Quốc, đang tiến gần đến đường cảnh báo lũ nguy hiểm. Theo các quan chức của trụ sở phòng chống lũ lụt địa phương, mực nước của Hồ Đông Tinh đã lên tới 31,94m, chỉ còn cách đường cảnh báo lũ nguy hiểm 6cm. Quan chức này cảnh báo mực nước của Hồ Đông Tinh có thể lên tới 33,5m vào hôm thứ Năm tới. Mực nước sông Dương Tử, nơi thường xuyên xảy ra lũ lụt, cũng đang tăng lên do mực nước quá cao có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Hôm thứ Bảy, cơ quan quản lý đường thủy sông Dương Tử đã ra lệnh cho tất cả các tàu ngừng ra khơi. Cho đến nay, các con đê của Dương Tử vẫn chưa bị vỡ, nhưng ở một số khu vực mực nước đang ở mức cảnh báo nguy hiểm. Nếu đập sông Dương Tử bị vỡ, nó sẽ gây hậu quả thảm khốc. Lần gần đây nhất, một con đập ở Dương Tử bị vỡ là vào năm 1998, khiến hơn 4.000 người đã mất mạng. Theo ChinaNews.com đưa tin rằng số liệu thống kê mới nhất cho thấy kể từ đầu mùa hè năm nay, lũ lụt ở Trung Quốc đã ảnh hưởng đến 25 tỉnh, khu tự trị, các thành phố trực thuộc Trung ương và Tân Cương. Hơn 100 triệu người trong đội xây dựng đã phải hứng chịu thảm họa lũ lụt ở các mức độ khác nhau, 793 người chết và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 30 tỷ nhân dân tệ. Để đạt được mục tiêu này, Hiệp hội Chữ thập đỏ Trung Quốc sẽ tổ chức quyên góp xã hội trước 7 trung tâm mua sắm lớn ở Bắc Kinh vào mỗi cuối tuần từ ngày hôm nay đến hết tháng sau, và lần đầu tiên hợp tác với các doanh nghiệp. Các phương tiện truyền thông nhà nước ở đây đưa tin rằng cơn bão nhiệt đới số 4 đang tiến gần bờ biển phía nam của Trung Quốc, có thể khiến mực nước lũ dâng cao hơn nữa. Trong 2 tuần qua, lũ lụt trên khắp Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của hơn 250 người. Quốc vụ viện đã đưa ra cảnh báo lũ lụt, kêu gọi người dân và chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. China Daily hôm nay đưa tin dự báo thời tiết bão nhiệt đới số 4 sẽ đổ bộ vào Trung Quốc đại lục. Tờ báo tiếng Anh đưa tin một áp thấp nhiệt đới ở khu vực trung tâm Biển Đông, cách bờ biển Quảng Đông khoảng hơn 600 km, đã mạnh lên thành bão nhiệt đới vào tuần trước, có sức gió cực đại vùng gần tâm bão có cường độ cấp 8 và giật cấp 10. Đài quan sát khí tượng dự báo cơn bão nhiệt đới số 4 năm nay sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển giữa huyện Gyeonghae, tỉnh Hải Nam và thành phố Taishan, tỉnh Quảng Đông từ đêm hôm thứ 6 và rạng sáng thứ 7 vừa qua. Theo thống kê chính thức và các báo cáo cho biết, khoảng 1.000 người đã chết vì lũ lụt ở Trung Quốc trong năm nay. Mùa hè năm nay, mưa lớn tiếp tục đổ xuống các khu vực rộng lớn ở Trung Quốc, gây ra lũ quét, mực nước nhiều con sông vượt mức cảnh báo, gây ra sạt lở đất. Truyền thông nhà nước đưa tin gần 250 người đã thiệt mạng do mưa xối xả ở miền Nam và Tây Nam Trung Quốc trong 2 tuần vừa qua. Riêng tỉnh Hồ Nam ở trung lưu sông Dương Tử đã trải qua 4 trận lũ lớn kể từ tháng 6, với trận lũ nghiêm trọng nhất vào nửa cuối tháng này, với số người chết chính thức lên tới 108 người.
ở phía tây nam tỉnh Vân Nam, mưa và lũ xối xả đã giết chết 106 người kể từ đầu tháng này và 72 người chưa được tìm thấy. Một ngọn núi ở quận tự trị Tân Bình của tỉnh này bị sập do một vết nứt cao 50 mét do mưa lớn. Vụ lở đất khiến 33 người chết và 30 người mất tích. Tại các khu vực đồi núi Kim Hoa, Khinh Gu và Li Shui ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, mưa lớn ở các khu vực miền núi đã lần lượt gây ra lũ quét kể từ ngày giữa tháng. Cho đến nay, đã có 21 người chết và 8 người mất tích. Lũ lụt ở Trung Quốc gây thiệt hại lớn về kinh tế. Thưa quý vị, chính phủ Trung Quốc cho biết thiệt hại kinh tế do lũ lụt năm nay lên tới 18,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc đang hứng chịu trận lụt tồi tệ nhất trong những năm qua. Lũ lụt đã giết chết hơn 1.000 người cho đến nay. Cùng lúc đó, tỉnh Hồ Nam thông báo sẽ huy động quân đội giúp sơ tán các nạn nhân và xây dựng lại những con đường bị lũ cuốn trôi. Theo bản tin của BBC cho biết, vào tháng này, hơn 100 người ở Hồ Nam đã chết vì lở đất do lũ lụt và mưa xối xả và 38 triệu người bị ảnh hưởng. Ngoài ra, theo Tân Hoa Xã, một trận lở đất nghiêm trọng khác đã xảy ra ở thành phố Yuxi, tỉnh Vân Nam hôm thứ Tư, cuốn trôi một số ngôi làng, làm 24 người chết, 43 người mất tích và 14 người bị thương, gây thiệt hại kinh tế ước tính 3,5 triệu nhân dân tệ. Các nhà chức trách dự đoán sẽ có thêm mưa và cảnh báo có thể xảy ra lở đất. Mới đây, một vụ lở đất nữa đã xảy ra ở Masan, Anhui và các công nhân đã đi sửa đường dây điện thoại. Chiếc xe tải bò chậm chậm trên đường vừa qua, cây cầu xi măng trên sông Kantin ở Tasat, Sinh Công, Hồng Kông đã bị lũ cuốn trôi và tài xế Châu Mã bị thương và đã thoát nạn. 70 người thiệt mạng trong trận lũ lụt ở Hồ Nam. Quý vị thân mến, lũ lụt do bão mạnh gây ra ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc khiến ít nhất 70 người đã thiệt mạng. Theo trang BBC tiếng Trung đưa tin, tờ Nhật báo Trung Quốc dẫn lời một quan chức địa phương cho biết trận lũ tập trung ở khu vực phía nam nơi sản xuất lúa gạo và đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1998. Trận lũ lụt năm 1998 đã giết chết hơn 4.000 người, là năm chết chóc nhiều nhất ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua. Hơn 900 người đã chết vì lũ lụt trên khắp Trung Quốc cho đến nay trong năm nay. Tờ báo cũng cho biết mưa lớn và lũ lụt cũng đã cắt một số tuyến đường. Chuyến tàu từ Bắc vào Nam đến Quảng Châu bị dừng lại trong 3 giờ. 6 chuyến tàu từ Quảng Châu lên phía Bắc đã dừng lại. Các quan chức chính phủ cho biết 45% diện tích Jeonju ở Hồ Nam đã bị ngập lụt. Tuy nhiên, những người bị mắc kẹt do lũ lụt đã được sơ tán lên vùng đất cao hơn. Cảnh sát đã giúp sơ tán hơn 2.000 người. Các báo cáo liên quan cũng tiết lộ rằng cơn bão cũng gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nông nghiệp địa phương. Theo ước tính sơ bộ, khoảng 2,3 triệu tấn hoa màu đã bị thiệt hại cho đến nay và thiệt hại về kinh tế lên tới khoảng 190 triệu nhân dân tệ. Thưa quý vị, mưa lớn tấn công các ngôi làng ở Tây Bắc Quảng Đông biến thành đại dương và hàng triệu người bị ảnh hưởng. Trong vài ngày qua, vùng đất Trạm Giang ở phía Tây Quảng Đông đã xảy ra mưa lớn xối xả, khiến một số đường phố ở làng Mạc, Trạm Giang và thành phố Ngô Xuyên đã bị ngập lụt. Theo thống kê, có tổng cộng 1.853 người ở 6 ngôi làng ở thành phố Uchan bị lũ lụt bao vây. Dân số bị ảnh hưởng lên tới 286.000 người, 324 ngôi nhà bị sập, trong đó có 215 ngôi nhà. Diện tích hoa màu bị ngâm lên tới 147.800 ha, trong đó có 138.000 hộ đất nông nghiệp và 1,3 triệu ha trang trại. Tính đến thời điểm lúc 10 giờ đêm qua, báo chí đưa tin, thiệt hại kinh tế trực tiếp của thành phố Uchan đã lên tới 69,723 triệu nhân dân tệ và một người đã mất tích trong trận lũ lụt, bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn, lũ dâng cao, ao ạt đổ về Uchan như mạnh thú, khiến mực nước của ba con sông trong thành phố, gồm sông Mekong, sông Yangtze và sông Anhui tăng mạnh gần 1 mét. Trong số đó, mực nước ở thượng lưu Mingi Gate của sông Anhui đã tăng vọt lên 7,25 mét, cao hơn mực nước cảnh báo 35 cm, đạt mức nước cao nhất kể từ trận mưa lớn năm 1976. Hôm qua, các phóng viên đã nhìn thấy tại địa điểm xảy ra thảm họa ở thành phố Uchan rằng có nguy hiểm ở các đoạn kè ở các thị trấn Lanxi, Kinha, Changki và Kiansui ở Uchan và nhiều ngôi làng bị chìm trong biển nước. Làng Minli của Ủy ban làng Uchan Dungku là một trong những ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hôm qua, trong một lần phỏng vấn tại thôn, phóng viên đã nhìn thấy nhà của hơn 400 hộ dân, hơn 1.900 nhân khẩu trong thôn đều bị lũ nhấn chìm. Tầng 1 của một số tòa nhà đều bị ngập khoảng 2 mét. Dân làng chỉ có thể ra vào khi nước lũ ngập đến thắt lưng. Nhiều người dân răng lưới lấy cá trước cửa nhà cho đến thời điểm báo chí tối qua lúc 10 giờ. Thành phố Uchan, Lasin Kimba, Changki và 5 người khác ở nơi nguy hiểm của đoạn kè này vẫn chưa được nâng lên. Hai học sinh ở Mao Minh bị cuốn trôi.
Thưa quý vị, trước ảnh hưởng của dãy áp thấp nhiệt đới, mưa lớn ở nhiều nơi khác nhau của Mao Minh đã gây ra thiên tai, khiến tổng cộng 346.500 người trong thành phố bị ảnh hưởng và 2 người chết, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 236,7 triệu nhân dân tệ. Theo báo cáo, tính đến nay, thị trấn Litu, huyện Dien Bai, nơi có lượng mưa lớn nhất đạt 384mm và khu vực thành thị của Mao Minh cũng đạt 325mm. Tổng cộng có 346.500 người dân tại 47 thị trấn thuộc 6 quận huyện của thành phố bị ảnh hưởng. Hai người chết đuối khi không may rơi xuống sông bị lũ cuốn trôi, hư hỏng 14 hồ chứa nhỏ, 405 công trình đê bao và 75 lỗ hổng đê điều và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 236,7 triệu nhân dân tệ. Trận lũ lụt đầu tiên tập trung ở khu vực miền núi phía Bắc gây ra lũ quét và nhiều trận lở đất ở nhiều khu vực khác nhau của thành phố Shingi. Khi thị trấn Tatu và thị trấn Siaban ở thành phố Gaju bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt, các trường tiểu học và trung học địa phương đang tổ chức cho học sinh làm bài thi cuối kỳ, thì một học sinh tiểu học của hai thị trấn này đã vấp ngã và chết đuối trên đường đi học về sau khi nộp bài trước thời hạn. Một trong số những người đã chết là Chen Chunmei, một học sinh lớp 2 của trường tiểu học Mulao thuộc ủy ban làng Ukun của thị trấn Tatu. Em đang lội nước về nhà thì giày của em bị trôi xuống sông. Em bị chết đuối khi đi tới sông để nhặt giày của mình. Một người khác thiệt mạng là U Tenpe, một học sinh 10 tuổi ở làng He, thị trấn Siban, cũng bị lũ cuốn xuống sông trên đường về nhà. 8 thị trấn bị ngập lụt. Mực nước sông Heijang ở huyện Phan Khai tiếp tục dâng cao và 8 thị trấn bao gồm Nanfeng dọc sông Heijang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các phóng viên đã nhìn thấy tại hiện trường ở thị trấn Nam Phong, thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cánh đồng lúa xanh ban đầu đã biến thành một đại dương màu vàng, điểm sâu nhất là hơn 6 mét và chỉ còn một phần nhỏ của một số cột điện thoại phía trên. Khi chiếc thuyền xung kích đi qua bên dưới, đồng thời các thành viên phía trên đều hạ thấp cơ thể. Theo thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn quận có 57 thôn bị thiên tai, 274 thôn tự nhiên với 16.000 hộ gia đình và 63 nhân khẩu bị ảnh hưởng tới bởi thiên tai. Tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 100 triệu nhân dân tệ, nhưng không có thương vong nào được báo cáo. Trong những ngày qua, tại khu vực miền núi phía Bắc, thành phố Kinyuan đã xuất hiện những trận mưa lớn bất ngờ và mưa to cục bộ. Tính đến thời điểm báo chí, thống kê sơ bộ đã được thực hiện rằng 211.900 người tại 55 thị trấn và thị trấn ở Liansan, Liannan, Lianju và Yangshan đã bị ảnh hưởng. 210 ngôi nhà bị sập, 9,53 ha cây trồng bị thiệt hại và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 60 triệu nhân dân tệ. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.